Ngọc Châu lộ khuyết điểm giống Phạm Hương, Phương Anh bị chê nhạt, thua xa Khánh Vân vì một điều này. Thời gian qua, Hoa hậu Ngọc Châu dốc toàn lực chuẩn bị lên đường tới Miss Universe 2022. Cô vừa trải qua khóa training kéo dài 21 ngày tại Philippines và sắp tới người đẹp tiếp tục bay sang Mỹ để rèn giũa thêm kỹ năng. Vì lịch trình dày đặc nên nàng hậu bị tụt cân khá nhiều. Theo đó, trên mạng xã hội, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 luôn cập nhật những tấm hình tươi tắn tràn đầy năng lượng dù lịch trình tập luyện bận rộn cùng thầy Carlos. Tuy nhiên, vừa mới về nước, stylist thân cận của nàng hậu đã hé lộ rằng Ngọc Châu sút cân, đồng thời nhắc nhủ cô hãy cố gắng giữ cân nặng ổn định và vòng 3 chuẩn chỉnh như trước đó. Khi ở Philippines, cô tiết lộ 12 giờ đêm ăn mì tôm cầm hơi để sửa soạn bài. Không chỉ học catwalk, cô còn học thêm kỹ năng ứng xử. Châu đang nỗ lực hết mình vì sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. Trước thông tin này, fan sắc đẹp vô cùng lo lắng. Thể trạng của nàng hậu khá dễ xuống cân, nhất là khi đối mặt với áp lực lớn. Khi tham gia Miss Supranational 2019, đại diện Việt Nam lộ hình ảnh kém sức sống vì xuống cân rõ rệt. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô nên chú trọng vào chế độ dinh dưỡng, chia 5 đến 6 bữa ăn một ngày, đủ đảm bảo năng lượng cho cường độ tập luyện dài hơi. Đại diện trước đó của Việt Nam tại Miss Universe, Hoa hậu Phạm Hương từng gặp tình trạng giống Ngọc Châu. Lý do out top bất ngờ, dù bùng nổ truyền thông của Miss Universe Việt Nam 2015 vẫn là một ẩn số lớn. Fan cho rằng phải chăng đó là bởi thân hình Phạm Hương vốn chỉ khá mỏng, kèm thêm việc sút cân nên khó có thể lọt top 20. Danh hiệu Miss E Tokyo là tên gọi dành cho những chân dài có tiềm năng nhưng lại trượt top bất ngờ. Fan mong rằng Ngọc Châu sẽ không lặp lại vết xe của đàn chị. Nếu Ngọc Châu ngày đêm rèn luyện các kỹ năng đến với Miss Universe 2022, thì Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh cũng đang chiến đấu hết mình ở Miss International 2022. Cô bắt đầu bước vào những phần thi quan trọng tại cuộc thi. Tự tin bản lĩnh, song Phương Anh vẫn bị đánh giá thấp một điều. Cụ thể, bên cạnh sự thể hiện của người đẹp Việt, yếu tố trang phục cũng nhận được không ít sự quan tâm. Trong những ngày qua, Phương Anh trung thành với phong cách thời trang kín đáo, thanh lịch, nói không với việc phô diễn hình thể. Thoạt nhìn nhiều người nghĩ Phương Anh một màu khi chinh chiến sắc đẹp quốc tế, cho rằng cần có sự đa dạng hơn và khoe được vẻ đẹp gợi cảm. Tuy nhiên, một số lại cho rằng cách ăn mặc của Á hậu Việt Nam 2020 có sự tính toán kỹ càng. Miss International là đấu trường nhan sắc có tiêu chí khá đặc biệt, đề cao vẻ đẹp nền nã thanh lịch của người phụ nữ, cùng với đó là tri thức, trí tuệ, tinh thần hiểu nghị, sự hiểu biết và nhạy cảm về các vấn đề thế giới. Phương Anh hẳn hiểu rõ tiêu chí của cuộc thi nên lấy yếu tố thanh lịch đặt lên hàng đầu. Nếu sa đà vào việc ăn mặc gợi cảm, phô diễn hình thể, thí sinh rất có thể sẽ tạo ấn tượng không tốt cho ban tổ chức, ảnh hưởng đến thành tích chung cuộc. Có thể nói yếu tố thời trang cũng góp phần không nhỏ giúp các người đẹp gây sự chú ý với khán giả quốc tế. Còn nhớ năm 2020, Hoa hậu Khánh Vân khiến fan nước nhà nở mày nở mặt vì sự đầu tư chỉnh chu mỗi khi xuất hiện ở các sự kiện bên lề tại Miss Universe 2020. Cụ thể, ngày đầu tiên có mặt tại cuộc thi, Khánh Vân chào sân cá tính trong trang phục ánh kim, khác hẳn hình ảnh dịu dàng thường thấy. Những ngày hoạt động tiếp theo, đại diện Việt Nam liên tục diện váy ngắn với những đường cắt xẻ táo bạo nhằm tôn lên đường cong cơ thể. Cô cũng chọn cho mình phong cách trang điểm theo hướng gợi cảm, đúng tinh thần của Miss Universe. Nhờ sự chuẩn bị kỹ càng, đại diện Việt Nam gây ấn tượng cho khán giả lẫn thí sinh đối thủ. Hoa hậu Thái Lan Amanda Obdam khen ngợi Khánh Vân có hình thể quyến rũ và gu ăn mặc sành điệu. Nhiều bộ trang phục của nàng hậu mang ý nghĩa quảng bá nét đẹp văn hóa con người Việt Nam. Trong đó, Khánh Vân mang đến cuộc thi hai thiết kế gây bão, đầm dạ hội lấy cảm hứng từ bông súng thấp 10 và váy ngắn lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang. Cả hai đều do nhà thiết kế Tăng Thành Công thực hiện. Trong vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo, Khánh Vân diện trang phục đặc biệt của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ, họa tiết trên nền vải trắng được vẽ bởi các bé ở One Body Village. Trong phần trang phục dạ hội, Khánh Vân giới thiệu thiết kế cúp ngực xẻ cao mang tên Hường Đông, lấy cảm hứng từ ánh sáng mặt trời. Mỹ nhân sinh năm 1995 có phần trình diễn tự tin, xoay váy cuốn hút, được nhiều khán giả khen ngợi.